Tất cả mọi người nhé, hôm nay mình có hai bàn các gạch men thì mình sẽ giao về Hải Phòng và một đơn sẽ giao về Đồng Nai. Hai bàn này đang có giá bán là 2.150.000. Đây là bàn cao cấp chất lượng cao của Cao One. Thì mình sẽ hướng dẫn luôn chi tiết cho mọi người những ai chưa biết khi kiểm tra bàn các gạch men khi mọi người mua ở trên mạng này, mua online. Đầu tiên thì mọi người sẽ phải kiểm tra trước, cái đầu tiên đó là cái trục đặc. Thì mọi người hãy phóng cái tầm mắt để theo xem cái trục đặc thì nó có thẳng hay không. Đặc biệt là nếu mà nó cong ở vị trí giữa của cái trục ấy thì cắt gạch thì nó sẽ không được thẳng đâu nhé mọi người. Mọi người lưu ý ở chỗ đấy. Cái bàn này thì ok này. Bàn này ok này. Đến tiếp theo này, mình sẽ kiểm tra một con bàn khác này. Đó, ok này. Đó, mọi người cùng xem video này. Đó, ok nhá. Quy trình kiểm tra tiếp theo thì đó là sẽ là mọi người sẽ kiểm tra vòng bi cho mình. Tại vì cái vòng bi này nó mở bị xít này. Đó, nó mở xít nhá. Nó mà ship nhá, hay là nó bị vỡ ấy, thì nó cũng ảnh hưởng đến chất lượng cắt của gạch. Mọi người hãy kiểm tra cái vòng bi này cho mình. Đó, như thế này. Con này như thế này là ok này, kiểm tra hết luôn một lượt này 29 vòng bi thì xem có cái vòng bi nào nó bị vỡ hay không. Đó. Tiếp theo là đến con này. Như thế này rồi. Nhẹ nhàng và dễ dàng, rất nhẹ nhàng và dễ dàng luôn. Đó. Rồi sau cuối cùng thì mọi người sẽ bỏ gạch lên cắp thử luôn. Mọi người yên tâm là nếu mà mua bàn thì cũng phải bỏ gạch lên cắp thử luôn rồi nhé. Này thì em sẽ giới thiệu qua này, đây là khổ 1m2 của Cao One. Thì nó sẽ có 29 vòng bi, một trục đặc nặng 19,5kg, có laser và ba vạch chia thước đầy đủ ở trên thân bàn luôn. Bề dày của cái này nó sẽ là 10. Cữ này thì nó sẽ dài 60 phân. Cữ này sẽ dài 60 phân, hai thanh cữ dài 60 phân và một thanh cữ dài 40 phân nữa. Có cốc lọc dầu thì sẽ bỏ trong một cái này màu vàng này, bánh xe này và các phụ kiện để lắp bánh xe, bộ lục lăng. Đó, cơ bản như thế này thôi. Mọi người lưu ý nhá, khi mua bàn các gạch phải kiểm tra, test thử cắt thoải mái rồi mới thanh toán xong. Lưu ý. Những anh em nào đã sử dụng cái bàn của Cao One này rồi thì có thể là cho mình một vài cái nhận xét ở bên dưới cái phần bình luận của cái video này nhá, cho mọi người biết cái khả năng thực tế của dòng bàn các gạch men Cao One của 1m2 này nhá, hàng chất lượng cao luôn tới cho mọi người. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.